chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Phản ứng bất ngờ. Và đúng vị, chương trình Phản ứng bất ngờ do công ty Color Entertainment phối hợp với đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 20h35 phút thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và đúng vị, đến với chương trình Phản ứng bất ngờ, những người chơi chúng ta sẽ trải qua những thử thách vô cùng nhẹ nhàng, đầy tính nhân văn, lúc nào cũng yêu thương họ, mong muốn họ biểu hiện cảm xúc của mình, nhưng có điều kiện, đó chính là biểu hiện ngược lại hoàn toàn. Để hỗ trợ cho các bạn á, trong cuộc thi ngày hôm nay á, thì sẽ chương trình sẽ có một nhân vật vô cùng đặc biệt, đó chính là anh Bảy thuộc tổ 10 khu phố 2 sẽ hỗ trợ các bạn trong các thử thách của chúng tôi. Xin mời. Anh Bảy đây nè. Bây giờ chúng ta sẽ thử. Chúng ta sẽ cho các bạn biết cách vận hành của cái áo này nha. Trò chơi ngày hôm nay của chúng ta đó chính là công chúa khó ở. Sắc đẹp ở đây là dòng eo càng nhỏ sẽ càng đẹp. Và dĩ nhiên dòng eo này đang là dòng eo bánh mì. Cái gì bánh mì? Bánh bò chứ. Cái này bánh mì. Bánh mì mà bị dính nước nó nở ra. Chuẩn bị nha. Là chuẩn bị phát ra. Sắp chết rồi. Mặt hơi đỏ. Sắp nước ngập đôi rồi. Đó. Cột lại luôn. Đây, chúng ta đã có dòng eo con kiếm. Cười, cười cười, mình cười cười nào, mình cười cười nào. Em ơi, thở nổi không em ơi, thở nổi không? Bỏ cái hơi thở. Chết rồi. Làm sao không mở được. Em giải đây dẫn tiếp nha, anh dẫn cho bác sĩ. Cấp cứu. Chào mừng hai đội chơi đến với vòng 2 này. Luật chơi chúng tôi rất đơn giản. Mỗi đội các bạn cử ra một thành viên mà mình cho là diễn xuất xuất sắc nhất để bước lên đây. Nào hãy chọn đi nào trước khi chúng ta đến với luật chơi. Trò chơi này với tên gọi là Hương đêm bay xa. Hay quá, trò chơi Hương đêm chơi bay xa. Trò chơi như bài hát vậy ha. Dĩ nhiên chúng ta có 3 chiếc hộp rất là dễ thương. Và bên trong chiếc hộp này chứa đựng một điều mà mọi người đã biết gắn liền với cái tên trò chơi luôn. Đó là hương, mùi hương. Sẽ có 2 chiếc hộp, ngửi vào là cảm thấy sảng khoái, vô bờ bến. Mùi nước hoa tinh dầu. Thư giãn. Và chiếc hộp còn lại, một mùi cũng không kém phần sang trọng. Wow. Các bạn có thể nhớ mãi từ đây về sau mùi hương đó. Mùi gì? Rất đặc biệt. Ok. Em nghĩ là với cái đội 1 á, thì cái trình độ diễn xuất mà không ai nhận biết được đó chính là Quỳnh Lý. Tụi em xin cử Quỳnh Lý lên. Quỳnh Lý. Đội 1. Rồi đội 2. Trời ơi, còn phải nói nữa. Bên em có bậc thầy về diễn xuất mà. Em lên. Hai đội đã cử ra mỗi đội một thành viên rồi. Thì chúng tôi cũng không kém phần. Chúng tôi cũng cử ra một thành viên lợi hại nhất trong đội của chúng tôi. Diễn xuất đạt lên trình độ vô gọi là vô thừa nhận. Vô cực. Anh Bảy. Gia đình của chúng ta trông cậy với em. Dạ. Em đừng có làm cho anh chị thất vọng nha. Anh chị yên tâm. Đội chơi nào chiến thắng vòng này nhận được là 2 điểm. Trong trường hợp cả hai đội đều đoán chính xác được người nào đang là người trải qua cảm giác kinh khủng đó, điểm số chia đều cho mỗi đội, mỗi đội được 1 điểm. À. Và đặc biệt hơn nữa, chiến thắng vòng này nào đoán đúng vòng này thì sẽ có một quyền ưu tiên, sẽ có một lợi thế hơn. Có nghĩa là vòng sau các bạn được cử một thành viên trong đội mình vào thôi, và đội kia sẽ chọn 2 thành viên vào. Đầu tiên sẽ là phần diễn xuất của Ngọc. Đúc cái đầu vô luôn vô. Cái em này ơi, gọi là hít lấy hít để luôn. Đúng rồi, 10 giây nha. 3, 2, 1, diễn. Có mấy khi được hít đâu. Hít lên. Hít đây. Hít lên. 2, 3, 10, 4, 6, 15 giây. Anh chọn đáng cho nên đừng đứng thở. 10. Anh à, cái này không có đúng, cái này là phải vậy nè. Phải tán vô. Ừ, hửi. 15. Ủa, chị chỉnh nha, chỉnh tóc. Tại vì nói chung là cuộc sống này biết thêm được nhiều mùi cũng là tốt. Đó là sự diễn xuất của cười dễ gì ngọt. Nữ hoàng điện ảnh. Bây giờ tới phần diễn xuất của
Quỳnh Lý, Lý. Tên em nên Lý. Em bị ngạt mũi. Sát chưa? Mình chỉ mở hát vậy thôi nha. Em đút cái lỗ mũi em đi tổng riêng thôi được không? 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 Hết thời gian. Biết thêm nhiều mùi cũng thật. Được không em, được không em? Ờ, trong đây rất là thơm. Rất rất là thơm. Okay. Để em thử luôn nè. Em tự làm đi nha, chị, em tự làm. Khoan. Thôi chị. Từ từ nhẹ nhàng nha. 1, 2, 3. Trời ơi, hay quá. Vừa chết, vừa chết thôi. 5, 4, 3, 2, 1, rồi ngưng. Sao rồi em? Anh ổn mà phải không? Sao phát không? Phát không la nổi không? Mất hồn mất vía luôn rồi. Ôi. À, không, cái này hôi thiệt, cái này hôi thiệt, cái này hôi thiệt. Cái này là hôi thiệt luôn. Rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta có những phán đoán như thế nào? Quỳnh Lý. Hả? Hồi nãy Quỳnh Lý nó nghe mùi thơm đúng không? Ừ, thơm lắm. Chắc thơm không? Thơm chứ. Mùi gì? Mùi này là mùi dầu thơm nam hay dầu thơm nữ? Mùi này dầu thơm nữ à. Rồi Ngọc, nãy Ngọc cũng nói thơm đúng không? Nam hay nữ? Dầu thơm nam nữ đều dùng được. Ờ, em nghi phát là. Tại chưa gì? Hỏi mà. Chưa hỏi trò. Khánh, em tôn trọng chú Bảy thôi. Không phải, tại vì khi mà hửi xong hai người này nói là thơm. Còn riêng Phát La không nói gì hết. Đúng thì rồi, có quyền ấy. Bây giờ Phát La nói trong cái hộp Phát La có mùi thơm xà bông đúng không? Chắc chắn không? Xà bông hiệu xem. Xem. Có. Nhau hả? Quanh bây giờ em hỗ trợ team mình đây nè. Em là mùi thơm đúng không? Em là mùi rất là thơm. Mùi thơm như này mùi thúi rồi. Trời Phát La. Thơm lắm. Dạ Phát La rồi, hai đứa này thơm hết. Đây là Phát La thúi là thơm mọi người. Không, đây là thơm. Thơm. Tại vì mình tin đợi mình phải không? Mình tin đợi mình. Để ý một chi tiết như thế này. Ngọc là Ngọc hửi rất là bình thường, Ngọc diễn xuất. Quỳnh Lý hửi rất là thơm và tận hưởng. Riêng Phát La hửi, chú ý cái đùi đi. Hai đùi nè. Là hửi rất là thúi luôn nên mới kẹp được hai cái đùi này. Hay quá ta. Ở trên cái đầu bị nhấn xuống rồi. Không thể nào thể hiện được. Rồi, nói cái này thơm mà. Bây giờ tin đâu? Cái mặt không có tin. Cơ hội cuối cho mọi người, đồng loạt các ba người cùng ngửi lại một lần nữa. 10 giây để các bạn ngửi. 3, 2, 1, ngửi. Hai mình hỏi chung. Vì sao chị nhấn đầu Phát La xuống tìm em rồi? Đó, Anh Huy đang mê lắm nha mọi người. Rồi, xong rồi. Giỏi quá, đứa nào cũng giỏi. Anh Huy cũng giỏi quá. Còn nhớ tên chương trình không anh Huy? Còn nhớ ảnh là bị dị ứng cam không có gì hết á. Đứng kế anh Quy mà nghe mùi thúi luôn á. Mùi hương bất ngờ quá. Hương Quy bay xa mà anh, Quy bay xa mà. Thời gian bàn luận và cho các bạn cơ hội cuối cùng để nhìn được phản ứng của ba người chơi đã hết. Chúng ta cho đáp án. Đội 1 đáp án là vẫn là Phát La. Phát La. Còn đội 2 tụi em Trang Ngọc. Tại vì bên kia Phát La tụi em không muốn chia điểm với bên kia. Ok. Bây giờ em nghĩ là chúng ta nên vậy. Ai chọn hộp nào lên gửi hộp đó. Chúng tôi chấp nhận chốt đáp án. Và bây giờ xin mời các bạn tiến lên đây ạ. Xin mời đội của đội 1 tiến về hướng của Phát La. Đội 2 tiến về. Xin mời các bạn lên đi nào. Nào mình hãy thể hiện cái sự mà quyết tâm với lại sự lựa chọn của mình. Anh không tin nhận. Đúng, mình chọn Quỳnh Lý. Đúng rồi. Đâu phải tự nhiên chọn Trần Ngọc. Vào em. Vào em là thấy được thơm. 3, 2, 1, vô. Trời ơi! Quỷ hả? Cái gì đây? Bày diễn hả? Trời ơi! Anh Huy! Trong cuộc đời tôi sống 22 năm, chưa bao giờ biết 8 cái chứng nào thúi hơn 8 cái chứng này. Thúi muốn trị tim. Đẩy lại! Đâu có đẩy lại! Đây đây. Đã quay vô rồi. Phải cho mấy đầu kia ngửi luôn. Đúng rồi, hửi. Hửi rồi. Như vậy là sau khi kết thúc vòng 2 thì tỷ số hiện tại đang nghiêng về đội 2 là 2-0 và phần lợi thế dành cho vòng 3 cũng sẽ nghiêng về đội 2. Xin chúc mừng các bạn. Hơn nữa hả? Vừa rồi là khởi động thôi. Cấp độ đặc biệt. Mời chị ngồi xuống. Không, mà em làm gì cái kênh đã. Bí mật của chương trình, mời chị ngồi xuống. Thôi. Mời ngồi. Mời chị.
em phải từ từ để chị còn chỉnh lại cho nó ngay lại cái. Chị ngồi xuống. Sao chị ngồi một bên vậy được hay vậy ta? Người ta thấy chị ngồi một bên kìa. Chị cứ ngồi thẳng vào. Nói không được. Không sao đâu. Ừ. Có gì em kéo chị lên liền không dính vô đâu. Rồi, ok chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Wow. Cái gì? Chị sẵn sàng chưa? Em kỳ vậy. 3, 2, 1, bắt đầu. Tuyệt vời. Xin mời bạn. Lại diễn xuất, chị Vân nhà mình lại diễn xuất. Vân lại diễn xuất. Từ bạn, từ bạn. Hồi xuất. Rồi. Mọi người ở dưới quan sát kỹ. Tôi bỏ chân lên luôn nè mọi người. Tôi bỏ chân lên luôn nè mọi người. Thằng ấy tập gym. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Trời ơi. Đây, nhân vật đặc biệt của chúng ta. Đó, anh em quận 3 tôi đông lắm á. Bà chị quận 7 tôi đứng đây nãy giờ nè. Anh em quận 3 tôi đông lắm á. Rồi, kiểm soát hành động của mình nha. Ok. Sẵn sàng chưa? Rồi. Nhớ tập gym tính tấn không à Pha? Sẵn sàng chưa Khánh? Rồi, 2, 3, vô. Dễ mà. Quá Khánh ơi. Cảm ơn cấp độ đặc biệt. Cảm ơn bé Bảy. Bé Bảy muốn thử không? Cấp độ đặc biệt. Đây Sam. Mọi người thấy cái khớp đây không? Ờ. Đây nó cũng có một cái khớp. Chị Sam có thể đè mà. Ờ chị Sam đi. Cho Sam đi, cho Sam, Sam nhẹ hơn. Rồi. Mời Sam. 1, 2, 2, 3. Ôi trời. Chạy đi cậu ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chỉ là thủ thuật thôi. Diễn hay là diễn? Chỉ là diễn. Thủ thuật thôi. Diễn thôi. Trời ơi trời, tôi cười chết.